Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tái chế từ vỏ ngao của mình. Thì hôm nay ở tập tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm một chú thiên nga các bạn nhé. Đó, thì đây là một chú thiên nga làm từ vỏ ngao của mình này. Và mình có thể cho các bạn quan sát. Đó, rất là đơn giản và đẹp phải không ạ? Đó, này các bạn có thể quan sát các bạn nhé. Đó. Thì để làm được chú thiên nga như thế nào thì ngay dưới video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cụ thể các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thì để làm được một chú thiên nga bằng vỏ ngao của chúng ta, thì đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau, không thể thiếu được rồi. Đã làm một vài những chiếc vỏ ngao như này các bạn nhé. Đây, như trên màn hình các bạn có thể thấy này. Đó, ở đây mình chuẩn bị 3 chiếc vỏ ngao các bạn nhé. Đó, tiếp theo đó thì các bạn chuẩn bị cho mình ở đây làm một tờ giấy trắng các bạn nhé. Đây, và một chút giấy vệ sinh như thế này, tí chúng ta sẽ cuốn các bạn nhé. Một thanh thép nhỏ chúng ta sẽ để làm phần đầu này. Đó, một cây kéo và một cây súng bắn kéo nến các bạn nhé. Đó, thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách chúng ta cắt dán làm sao để có một chú thiên nga thật đẹp làm từ vỏ ngao các bạn nhé. Đó, đầu tiên mình sẽ riêng anh dụng mình sử dụng đến này. Đầu tiên đây phải lớp giấy vệ sinh như thế này, mình sẽ lớp phần đầu lại một chút cho mình này. Đó, sẽ lớp chéo như vậy nhé. Đó, đây, sau đó các bạn sẽ uốn phần thanh thép của chúng ta cong hình như này các bạn nhé. Đó, các bạn thấy này. Đó, đây, sau đó các bạn sẽ quấn cho mình. Lên phần đầu này. Đây. Quấn được phần nào, tiếp tục các bạn quấn tiếp vào những phần còn lại cho mình như vậy nhé. Đây, phần thân này các bạn sẽ quấn bé hơn một chút cũng được. Đây. Đó, các bạn có thể thấy chưa? Đây mới quấn được như này các bạn nhé. Thì đây phần giấy mình bị rách này. Này, các bạn bỏ luôn phần giấy đi. Các bạn dùng thêm một phần giấy nữa các bạn nhé. Đây, sẽ gấp đôi phần giấy này lại cho mình này. Tiếp tục như vậy bạn quấn cho mình nhé. Dán chung lại cho mình. Đây là một phần đầu của chú thiên nga mà mình vừa hoàn thành xong các bạn nhé, mình vừa mới quấn được các bạn nhé. Đó, đây các bạn chỉnh lại một chút cho mình này. Đó, đây. Sau khi chúng ta đã chỉnh lại như thế này, ở đây các bạn sẽ dùng nước đen các bạn nhé. 2, chấm một phần đen lên đây cho mình. Chấm một vài phần đen đây nhé. Đây, sẽ là phần mũi, các bạn sẽ vẽ phần đầu lên cho mình nhé. Đây chưa? Đây sẽ là phần mắt này.
Đây. Sau khi chúng ta đã hoàn thành xong phần đầu, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, các bạn sẽ đi các bạn làm phần thân cho mình nhé. Thì là phần thân cũng rất đơn giản thôi. Đây, các bạn chỉ việc dán lại phần này lại cho mình. Đây. Mình sẽ bôi kèm nến lên đây các bạn nhé. Mình sẽ bôi kèm nến lên phần một phần bọn nghèo này. Đó. Mình sẽ dán phần thân của chúng ta vào. Tương tự như vậy, bên này cũng vậy các bạn nhé. Đây. Mình sẽ bôi luôn phần kèm nến lên phần thân này. Đó. Và mình sẽ dán phần bọn nghèo, chúng ta sẽ làm hai bên cánh như vậy nhé các bạn nhé. Đó, đây, các bạn sao thấy chưa? Sau khi chúng ta đã dán được như thế này, thì đây các bạn sẽ dùng tiếp một phần. Đây, các bạn biết đây, mình có sẵn mình ở nhà rồi. Đây, mình sẽ bật bỏ vậy tờ nến đi. Và đây mình sẽ bôi thật nhiều keo nến lên đây các bạn nhé. Đó, mình sẽ dán chú thêm ngày mình lên đây. Các bạn sẽ dán những thêm ngà mình ta vừa mới làm được đây các bạn nhé. Dán xong thì các bạn giữ tay một mét cho thêm ngà của chúng ta được cứng các bạn nhé. Đây là thêm ngà mình vẫn chưa ăn vào cái phần mình cầm nến các bạn nhé. Các bạn sẽ dán lại một chút này, hai bên này mình cũng sẽ dán một lớp keo nến dày lên. Đó. Ta sẽ giữ các bạn nhé, cố định luôn. Đây, các bạn quan sát thấy chưa? Đó, chúng ta nhà này cúi đầu xuống các bạn nhé. Đây, mình sẽ để đây để cho nó khô các bạn nhé. Và bây giờ thì ta sẽ đi cắt phần đuôi. Để cắt phần đuôi đi xuống thiên nga thì cũng rất đơn giản luôn. Đây. Mình sẽ dùng thước này. Đây. Mình sẽ cắt các bạn nhé. Rồi phần này lại này. Đây. Đây. Sẽ cắt đi này. Kéo các bạn nhé, đây. Thì mình sẽ cắt thành những phần nhỏ như này cho mình đi. Đúng không? Đó, vậy các bạn cắt cho mình nhé. Đây. Rất đơn giản thôi các bạn nhé. Đây. Mình sẽ cắt thành những phần nhỏ như này cho mình này. Rất đơn giản các bạn nhé. Đây. Cứ đều tay như vậy các bạn cắt cho mình. Đây. Sau đó các bạn sẽ mở phần dưới mình ta vừa cắt được đây. Nào các bạn thấy chưa? Lông đuôi rất đẹp các bạn nhé. Đó, bây giờ các bạn sẽ dùng một que gỗ nhỏ này, sẽ vuốt của chúng. Đó, cho nó cong như này nha mình nhé. Đây, đây, mình cứ dán vào đây này. Đó, đây, tương tự như vậy mình sẽ cắt nốt phần đuôi bên này các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ cắt tương tự như vậy cho mình thôi. Đây, mình sẽ làm hai phần lông đuôi các bạn nhé. Đây. Đó, sẽ cắt như vậy. Tương tự ở đây này, sẽ cắt cho mình. Đó, sẽ cắt thành những phần nhỏ như này cho mình nhé. Cắt càng nhỏ thì những phần lông nó càng tự
tơ tơ nhìn sẽ rất là đẹp các bạn nhé. Đây. Cắt như vậy cho mình. Đó, đây. Sau khi các bạn cắt được thì đây mình sẽ mở ra các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Phần này cũng rất đẹp các bạn nhé. Đó, mình sẽ hơi vuốt một chút để nó căng xuống đi. Đó, đây, các bạn thấy chưa? Sau đó bây giờ các bạn sẽ dùng kéo nến này. Đuôi vào đây, dán phần đuôi vào đây. Dán hai phần đuôi lên các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Đây mình vuốt như thế. Vuốt cho nó căng như vậy cho mình nhé. Đó, cho nó về phía trước thì các bạn dễ nhìn hơn các bạn nhé. Không đây các bạn sẽ để chúng như vậy các bạn nhé. Đây, sẽ thấy chưa? Phần đầu chúng thêm ngang này, vì bằng thép này các bạn có thể bẻ được các bạn nhé. Đây, bẻ chúng ngang như vậy. Đây, các bạn thấy chưa? À, mình sẽ dựng phần đuôi lên. Đó, các bạn thấy chưa? Đây, một chú thiên nga làm từ vỏ ngao của mình đã hoàn thành rồi nhé các bạn nhé. Đó, rất là đẹp phải không ạ? Đây, các bạn có thể quan sát này. Từ phần đuôi. Đó, đây, dán ra phần đuôi này đứng một chút này. Như vậy là một chú thiên nga làm từ vỏ ngao của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi nhé các bạn nhé. Rất là đẹp phải không ạ? Các bạn có thể quan sát kỹ hơn. Đó, đây. Phần đuôi này, phần thân và phần đầu này. Đó. Thì trong quá trình làm mình đã hướng dẫn các bạn rất cụ thể tỉ mỉ chi tiết cách chúng ta cắt dán làm sao để có thể hoàn thành được một chú thiên nga thật đẹp. Các bạn có thể tham khảo theo cách làm của mình các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy hay có thể cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Các tối hàng tuần mình sẽ ra video đầu đặn để hướng dẫn cho các bạn cách sáng tạo những sản phẩm khác nhau từ vỏ ngao các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Chúc các bạn thành công.